Mẹo số 2 dùng để rút gọn mọi phân số. Khi ta gặp một phân số khó, hãy áp dụng cách sau đây để rút gọn. Từ bé hơn mẫu, ta lấy số lớn là mẫu, chia cho từ 2, 8, 9, chia 2, 2, 1. Được kết quả là 1, 2, 8, 9, trừ đi 2, 2, 1, bằng 6, 8. Bước 2, lấy 2, 2, 1, chia cho số dư vừa tìm được, 6, 8. Được 3, 3 x 6, 8, bằng 2, 0, 4, dư 17. Tiếp tục chia cho số dư vừa nhận được, và cứ làm như thế cho đến khi nào mà ta có phép chia hết. 68 chia 17 bằng 4, dư 0 thì ta kết thúc. Và 17 chính là thừa số chung của tử và mẫu. Chia cả tử và mẫu cho 17, ta được phân số tối giản là 13 phần 17. Đây là kết quả. Phương pháp này có thể giúp ta rút gọn được mọi phân số cho dù nó khó đến mấy. Mời các bạn thực hành rút gọn phân số sau đây: 1463 phần 1729. Comment kết quả phía dưới. Đừng quên follow và thả tim kênh Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán thú vị tiếp theo.